cứ chị có em bé rồi à? Sớm thôi mọi người ơi. Sao chị Lucy không đeo ngón không đeo nhẫn ngón? À nó bị rộng. Tại vì nó hơi rộng. Mà bả mang cái nhẫn của tôi đi rồi vẫn bị rộng. Nó hơi rộng một xíu. Tôi đã mang chiếc nhẫn đeo ngón áp út cho bả rồi. Anh kêu nháo lên chứ. Tôi kêu là làm cho em cái size nó giống dị. Mà không hiểu sao làm ra lại hơi bị rộng một tí. Hơi bị rộng một tí nhưng mà mọi người kêu là đừng có sửa, sửa nó không tốt. Sửa nó gì đó. Thế là thôi giờ đeo nhẫn ngón giữa cũng được. Tại vì thật ra nha, thật ra là cầu hôn là phải đeo ở ngón giữa. Theo người, một số người Việt Nam mình thì nó không có cái một cái gì rõ ràng. Nhưng mà bên châu Âu ấy người ta là đây. Còn bên kiểu như là từ xưa bên Trung Quốc thì người ta lại đeo ngón giữa. Đúng rồi. Còn ở bên châu Âu người ta lại đeo ngón áp út. Thế còn cưới thì sẽ đeo ngón áp út. Đeo hai cái cạnh nhau. Mà không quan trọng người ạ. À. Lucy thấy ngón nào cũng được. Ngón nào Lucy cũng thấy hạnh phúc hết trơn á. Có bốn cái. Nặng thấy cũng nặng hết trơn. Dư nghe nói là có bốn loại nhẫn là gì? Đúng. Nhẫn gì? Nó gọi là cái gì? Nhẫn Promise Ring. Có nghĩa là nhẫn, một cái nhẫn cho cái lời hứa. Một cái nhẫn cho một cái lời hứa. Khi mà đủ 12 tháng yêu nhau thì nó sẽ có cái nhẫn đó đầu tiên. Sau đó tới cái nhẫn là nhẫn cầu hôn. Sau đó mà mới tới một cái nhẫn là nhẫn cưới. Sau đó cái nhẫn cuối cùng nghĩa là nhẫn sau một năm. Sau một năm cưới nhau về, gọi là nhẫn kỷ niệm gì á mọi người. Rồi nó có thêm một loại nhẫn, nó gọi là nhẫn có đứa con đầu lòng nữa. Bốn nhẫn là gì anh? Nhưng mà tôi suy nghĩ là cái nhẫn này to là chắc có lẽ là Dương thấy là 12 tháng mình đã yêu nhau rồi, xong rồi còn là nhẫn cầu hôn nữa, nên là đã gộp vô. Tại vì cái tháng này là cái tháng quá kỷ niệm đấy. Tháng này là một cái tháng kỷ niệm của tụi mình một năm luôn. Khi mà đó, xong rồi cộng thêm cầu hôn nữa, thôi làm lần đi cho nó tưng bừng hoa lá lên đi.